thầy và các em cùng gặp nhau trong chương trình mới của đài và cùng các thầy ôn thi đại học. Ở chương trình mới này thì qua cái bài thu đầu tiên, hôm nay bài thứ hai, nhiều em điện thoại và gửi thư về cho thầy, mail về thầy đều thắc mắc rằng phần dao động điều hòa là một trong những phần khó nhất mà các em rất là hay bị sai trong những bài trắc nghiệm cũng như trong những bài tập tự luận mà đưa về trắc nghiệm. Thì hôm nay thầy cũng cùng các em đi tiếp vào dao động điều hòa. Thầy nói về một loạt các vấn đề, cách tính vận tốc trung bình, tốc độ trung bình, quãng đường ngắn nhất, dài nhất hay thời gian ngắn nhất để chất điểm đi từ vị trí X1 đến vị trí X2. Mời mấy em nhìn lên màn hình. Thì nhắc lại vấn đề vận tốc trung bình và tốc độ trung bình. Thì trước tiên cái phương pháp để giải những loại toán này, mấy em chú ý thế này, cái công thức tính vận tốc trung bình là bằng X2 trừ X1 trên delta T. Ở công thức này, trong đó chúng ta thấy V ngang này là vận tốc trung bình. X1, X2 đó là vị trí, thời điểm lúc đầu, lúc sau của chất điểm. Và delta T là thời gian vật đi từ vị trí X1 đến vị trí X2 hay là độ dời S. Tốc độ trung bình lại bằng S trên delta T. Mấy em chú ý chỗ đó, nó khác với vận tốc trung bình. Ở kia là X2 trừ X1. Ở đây thì dùng ký hiệu là S. Thì trong đó S là quãng đường đi của chất điểm. Đấy, nó khác. Cách tính S. Là quãng đường vật đi được từ thời điểm T1 đến thời điểm T2. Trước tiên mấy em xác định hai công thức. Một là công thức ly độ. Tại thời điểm T1 thì có là X1 bằng A cos omega T1 cộng phi. Tương ứng khi đó chất điểm có vận tốc là V1. Được tính bởi công thức trừ omega A sin omega T1 cộng phi. Đây là công thức xác định ly độ và vận tốc của chất điểm tại thời điểm T1. Cũng vậy, ta xác định ly độ và vận tốc của chất điểm tại thời điểm T2. Tương ứng vậy, mấy em chỉ cần thay T1 bằng T2. Sau đó, chú ý thế này. Hai đại lượng vận tốc V1 và V2, mấy em chỉ cần biết nó dương, âm hay nó bằng không, chứ không cần cục giá trị cụ thể. Thầy chỉ cần biết nó dương âm hoặc nó bằng không. Delta T là hiệu thời gian từ thời điểm T2 đến thời điểm T1, T2 trừ T1, thì tách ra bằng một số nguyên lần chu kỳ cộng thêm khoảng thời gian delta T phép. Với delta T phép phải nhỏ hơn một chu kỳ. Với delta T phép nhỏ hơn một chu kỳ. Bây giờ thầy gọi S1 là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian một số nguyên lần chu kỳ. Và S2 là quãng đường vật đi được trong thời gian delta T phép nhỏ hơn một chu kỳ. Và S là quãng đường tổng cộng mà vật đi được trong khoảng thời gian delta T từ T1 đến T2. Lúc đó ta tính S1. Hôm trước thầy có nói trong một chu kỳ, chất điểm dao động điều hòa dù xuất phát tại vị trí nào thì trong một chu kỳ quãng đường vật đi được luôn luôn là 4 lần biên độ. Cho nên S1 bằng N4A. S2 là quãng đường chất điểm đi được trong quãng thời gian delta T phép nhỏ hơn một chu kỳ. Ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu vận tốc của chất điểm tại thời điểm T1 và vận tốc của chất điểm tại thời điểm T2, tích số của hai đại lượng này là một số dương hoặc bằng không, thì khi đó S2 của mình được tính bởi công thức trị tuyệt đối của X2 trừ X1 là ly độ của chất điểm tại thời điểm T2 và X1 là ly độ của chất điểm tại thời điểm T1 so với vị trí cân bằng. Khi đó là cái delta T phép của mình
nó nhỏ hơn chu kỳ và nó nhỏ hơn cả nửa chu kỳ, nhỏ hơn cả nửa chu kỳ. Đó, em chú ý ghi lại cái công thức và cái chú ý này. Trường hợp thứ hai mà nếu delta T phép nhỏ hơn T nhưng lớn hơn nửa chu kỳ thì S2 lại bằng 4 lần A trừ cho trị tuyệt đối X2 trừ X1. Đó, em chú ý ghi lại cái công thức này. Mà trong cái việc bổ trợ kiến thức 12 thì là cái nhắc, nhưng mà một số em quên, khi đó là sử dụng giải cho một số bài toán trắc nghiệm, mấy em mail về thầy hỏi tại sao. Thì đây là những công thức thì nhắc lại một lần nữa. Nó tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều thời gian để giải trắc nghiệm. Trường hợp số 2 là trường hợp tích của hai giá trị vận tốc tại thời điểm 1 và 2 là một số âm. Khi đó, nếu vận tốc tại thời điểm T1 dương thì quãng đường đi trong delta T phép thì ký hiệu là S2 sẽ được tính bởi công thức 2A trừ X1 trừ X2. Còn nếu V1 âm thì S2 lại bằng 2A cộng X1 cộng X2. Và thầy nhắc lại cái lưu ý chỗ này. Vật dao động điều hòa thì quãng đường vật đi được trong một chu kỳ luôn luôn là 4 lần biên độ, tức là 4 lần A lớn. Và trong nửa chu kỳ, quãng đường vật đi được luôn luôn là 2 lần biên độ. Đây là điều đặc biệt của một vật dao động điều hòa. Còn trong 1 phần tư chu kỳ, vật sẽ đi được là A nếu như trắc nghiệm xuất phát từ vị trí cân bằng hoặc từ vị trí biên, thì sau đó 1 phần tư chu kỳ quãng đường vật đi được là một biên độ. Đây là ba điều đặc biệt nên lưu ý. Một số bài toán trắc nghiệm mà có liên quan tới quãng đường ngắn nhất, dài nhất trong một quãng thời gian delta t nào đó để cho biết trước, thì lúc đó ta mới em nhớ công thức này. Trong trường hợp quãng thời gian đó bấy hơn nửa chu kỳ thì quãng đường lớn nhất mà chất điểm đi được được tính bởi công thức 2A nhân sin delta phi trên 2. Trong đó delta phi bằng omega delta t. Hay nói cách khác là góc quét. Ta xem chất điểm dao động điều hòa như là hình chiếu của một chuyển động tròn đều, thì lúc đó delta phi này chính là góc quét trong quãng thời gian delta t. Trường hợp mà delta t lớn hơn nửa chu kỳ thì bấy giờ ta lại tách cái delta t ra bằng một số nguyên lần nửa chu kỳ cộng thêm delta t phép. Và delta t phép này phải bé hơn nửa chu kỳ. Lúc đó quãng đường vật đi được trong quãng thời gian mà một số nguyên lần nửa chu kỳ thì gọi là S1. S2 là quãng đường dài nhất hoặc ngắn nhất đi được trong quãng thời gian delta t phép nhỏ hơn nửa chu kỳ. Thì khi đó quãng đường tổng cộng dài nhất hoặc ngắn nhất thì yêu cầu của đề toán. Mấy em nhớ công thức này. Ta tính S1 trong nửa chu kỳ bao giờ cũng đi 2A, cho nên S1 bao giờ cũng bằng N2A. Còn S2, ta có S2 max bằng 2A sin delta phi trên 2 và S2 min 2A 1 trừ cos delta phi trên 2. Trong trường hợp này delta phi là bằng omega delta t phép. Đây là những cái công thức quan trọng mà thầy nhắc đi nhắc lại trong cái chương trình thầy trò mình ôn nhau. Ta thuộc được những công thức này thì mình sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi giải một bài toán trắc nghiệm mà ở nội dung, ở mức độ ôn thi đại học. Nó khác so với một bài toán trong chương trình phổ thông. Mấy em chú ý điều này. Dạng thứ hai ở loại toán này đó là cách tính thời gian. Cách tính thời gian. Dạng một là dạng cơ bản nhất. Họ cho thời điểm T1 hoặc cho thời điểm T2 thì delta T chính là T2 trừ T1. Dạng hai là bài toán cấu tạo phức tạp và khó hơn đôi tí. Đó là quãng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có ly độ x1 đến ly độ x2. Và cái dạng toán thứ hai này là dạng toán thường xuyên xảy ra trong các cái câu hỏi thi đại học.
Nên em chú ý và ghi lại cái công thức ở cái dạng 2 này. Khi đó, cái delta T của mình được tính bởi công thức này phi 2 trừ phi 1 trên omega thầy xét về độ lớn. Trong đó phi 1 và phi 2 được xác định bởi công thức sin phi 1 bằng x1 trên a, sin phi 2 bằng x2 trên a. Từ hai cái công thức lượng giác này mà em tìm ra được phi 1, phi 2, sau đó ta sẽ tìm được khoảng thời gian để vật đi từ vị trí có ly độ x1 đến vị trí có ly độ x2, và đó là khoảng thời gian ngắn nhất. Đặc biệt phi 1, phi 2 trong cái phương trình lượng giác này mà em chú ý, mà em chỉ được quyền lấy trong khoảng từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Bây giờ thì trò mình đi qua một số ví dụ từ những bài trắc nghiệm thì đưa về tự luận, và sau đó chúng ta sẽ làm một số câu trắc nghiệm của những đề thi trong những năm gần đây. Ví dụ số 1. Một chất điểm dao động điều hòa, họ cho chiều dài quỹ đạo của chất điểm là 10 cm. Hỏi thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có ly độ là 2,5. Câu B là từ vị trí trừ 2,5 cm đến vị trí 2,5 cm. Thì tóm tắt là như thế này. Chiều dài quỹ đạo gọi là L, ta ký hiệu bằng L lớn, bằng 10 cm. Tìm delta T từ x1 bằng 0 đến x2 bằng 2,5. Và tương tự ở câu B, tìm delta T khi vật đi từ ly độ x1 trừ 2,5 đến ly độ x2 2,5. Rồi mấy em xem ta áp dụng những cái công thức mà vừa tóm tắt ở phần phương pháp vào cái ví dụ này như thế nào nhé. Trước tiên từ chiều dài quỹ đạo. Chiều dài quỹ đạo, một chất điểm dao động điều hòa, chiều dài quỹ đạo bao giờ cũng là 2 lần biên độ. Cho nên từ dữ kiện chiều dài quỹ đạo, mấy em sẽ dễ dàng tìm ra được biên độ dao động. 1/2 của chiều dài quỹ đạo chính là 5 cm. Tìm delta T thì ở bài tập này chúng ta có 2 cách để giải. Cách 1 như thầy nói, ta dùng công thức delta T bằng phi 2 trừ phi 1 trên omega. Trong đó phi 1, phi 2 được tính bởi công thức lượng giác này. Sin phi 1 bằng x1 trên a bằng 0. Vậy phi 1 bằng 0. Nên chú ý phi 1 và phi 2 trong công thức này được lấy trong đoạn từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 mà thôi. Cho nên sin bằng 0 chúng ta dễ dàng có được đó là giá trị 0. Phi 1 bằng 0. Tương tự vậy, sin phi 2 bằng x2 trên a bằng 1/2. Ta có được phi 2 bằng pi trên 6. Thay vào công thức delta T, ta ra được delta T bằng 1/12 chu kỳ. Đó là cách 1. Cách thứ 2, cách này thì ở trong chương trình phổ thông một số thầy cô cũng vẽ sơ đồ này cho các em thuộc. Đây là những vị trí đặc biệt. Đây là vị trí cân bằng 2pi trừ a, a. A trên 2 trừ a trên 2. Và trên này nó có cái sơ đồ thời gian khi chất điểm di động từ trừ a đến trừ a trên 2 là 1/6 chu kỳ. Tương tự vậy, 1/12 chu kỳ, 1/12 chu kỳ, 1/6 chu kỳ đối xứng nhau qua vị trí cân bằng. Thì từ sơ đồ này, ta cũng dễ dàng thấy được chất điểm đi từ vị trí cân bằng tương ứng ly độ bằng 0 đến x bằng 2,5, tức là 1/2a, đó chính là 1/12 chu kỳ. Ta cũng sẽ dễ dàng có được đáp số. Đây là trường hợp đặc biệt, thì mấy em sử dụng cái sơ đồ này. Còn cái công thức khi nãy thầy cho và thầy trò mình giải cho cách 1, đó là trường hợp tổng quát. Đó là trường hợp tổng quát. Còn đây là bài toán đặc biệt. Câu B cũng vậy, có 2 cách. Đi từ trừ 2,5 đến 2,5, ta cũng dùng công thức delta T. Ta tính sin phi 1 bằng trừ 1/2. Ta có phi 1 bằng trừ pi trên 6 tương ứng. Và sin phi 2 bằng 1/2. Vậy phi 2 bằng pi trên 6. Mấy em thay các giá trị của phi 1 và phi 2 tìm được ở đây vào trong công thức delta T, ta sẽ có được đó chính là 1/6 chu kỳ. 1/6 chu kỳ.
Cách 2 thì bằng cái sơ đồ hình vẽ 1/12, 1/12, 1/6 chu kỳ. Đây là ví dụ 1. Thì đối với ví dụ 1 này, nó trùng hợp, trường hợp đặc biệt để sử dụng cả cách 2 và cách 1 để minh họa mấy em thấy. Còn trong trường hợp tổng quán thì mấy em nên dùng cách 1. Thầy trò mình qua ví dụ số 2. Cho phương trình của một vật dao động điều hòa, hỏi quãng đường vật đi được trong một chu kỳ và trong 1/4 chu kỳ từ vị trí cân bằng. Từ thời điểm T1 bằng 0 đến thời điểm T2 bằng 2,5 giây. Mình chú ý 3 câu hỏi. Quãng đường vật đi được trong một chu kỳ. Quãng đường vật đi được trong 1/4 chu kỳ. Nhưng tính bắt đầu từ vị trí cân bằng, xuất phát từ vị trí cân bằng. Câu C. Từ thời điểm T1 bằng 0 đến thời điểm T2 bằng 2,5 giây. Trong 3 câu này họ cấu tạo từ dễ tới khó. Ta tóm tắt thế này. Thứ nhất mà em nhớ phương trình ly độ là ta biết A, ta biết omega, ta biết được phi. Thế mà em chú ý, cái omega là bi, ta dễ dàng sẽ tìm được chu kỳ. Và ta biết được biên là A là 6. Người ta hỏi S trong một chu kỳ, trong 1/4 chu kỳ tính từ vị trí cân bằng và từ thời điểm T1 bằng 0 đến thời điểm T2 bằng 2,5 giây. Trong một chu kỳ, quãng đường vật đi được luôn luôn là 4A. Từ phương trình ly độ, ta biết được A bằng 6. Cho nên quãng đường đi trong một chu kỳ 4 lần A, 24 cm. Trong 1/4 chu kỳ từ vị trí cân bằng, khi nãy thầy có nói trong phần phương pháp và tóm tắt lưu ý, trong 1/4 chu kỳ mà chốt điểm bắt đầu đi từ vị trí cân bằng luôn luôn là 1A, 6 cm. Đó thì ôn lại hai vấn đề lưu ý. Ở câu C, đây là tổng quát, mấy em chú ý cái phương pháp. Như nãy thầy nói, ta tính tại thời điểm T1, mấy em tính biểu thức X1, ly độ X1, tính biểu thức V1, vận tốc tại thời điểm T1. T1 bằng 0, ta thay vào đây. Cos bi trên 2 bằng 0, cho nên X1 bằng 0. V1, từ đây mấy em thấy là bi nhân 0 cũng là 0, nha. Cộng cho phi, phi trong trường hợp này là bi trên 2, mà sin bi trên 2 bằng 1, trừ âm. Như vậy thì nói ta không cần biết cụ thể giá trị của vận tốc, ta chỉ cần biết dấu của nó là thôi. Dương, âm, quạt bằng 0. Đây là giá trị của X1 và V1 tại thời điểm T1. Tương tự vậy, mang tính ly độ và vận tốc tại thời điểm T2. Ta thay các thông số vào, men sẽ có được x2 bằng âm 6, còn v2 của mình bằng 0. Như vậy nó nằm trong trường hợp nào? Trường hợp 1 bằng 0, thích v1, v2 lớn hơn hoặc bằng 0. Men chú ý cái phần lưu ý phương pháp mà thầy kêu mấy em ghi lại đó. Khi đó delta t bằng t2 trừ t1 bằng 2,5 giây. Từ công thức chu kỳ tính theo omega tốc độ gốc, ta có 2b trên omega bằng một chu kỳ bằng 2 giây. Ta lập tỷ số delta t trên t, 2,5 trên 2, 1,25. Lập tỷ số để làm gì đấy em? Để tách cái delta t này theo một số nguyên lần chu kỳ đấy, bằng 1 lần chu kỳ cộng cho 1/4 chu kỳ. Đây là cái kỹ năng thôi về mặt toán học. Sau khi tính delta t, sau khi biết được cái t, ta sẽ tìm ra được cái delta t. Ta tính theo một số nguyên lần chu kỳ cộng cho cái delta t phép. Trong trường hợp này của mình là 1/4 chu kỳ. Ta tính quãng đường S1 trong một chu kỳ 4A, 24 cm. Trong 1/4 chu kỳ, vì V1 nhân V2 bằng 0 thuộc trường hợp thứ nhất, và cái delta t phép mình bằng 1/4 chu kỳ, bấy hơn nửa chu kỳ, cho nên S2 được tính bởi công thức trị tuyệt đối X2 trừ X1 bằng 6 cm.
Câu C là một bài tập khó. Mấy em chú ý, nhớ được cái công thức này là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đó, thầy nhắc lại. Mấy em chú ý ghi lại cái ví dụ 2 này, đặc biệt là ở câu C. Thời lượng chương trình có hạn. Lúc ôn thi này thì rút lại những vấn đề chính, những câu hỏi và những ý trọng điểm từ những bài từ lượng rất là dài mà đưa về câu hỏi trắc nghiệm thời lượng rất là ngắn. Cho nên nếu như các em không thuộc những công thức này thì rõ ràng ta không thể nào đủ thời lượng để giải được một câu trắc nghiệm gần 2 phút. Vì vậy mấy em chú ý những câu hỏi này. Thì mong rằng các em sẽ ghi lại cẩn thận và nhớ hơn những gì thầy trò mình trao đổi trong 20 phút vừa qua. Bây giờ, thầy mời các em sang phần thứ hai của chương trình. Đó là phần thầy sẽ giải đáp câu hỏi của các em và các bạn ở các nơi gửi về cho đài. Mời các em. Thầy, em có câu hỏi xin hỏi thầy là hai nguồn kết hợp S1, S2 có độ lệch pha, những hai nguồn là pi chia 2, điểm M ở vị trí nào để có biên độ cực đại, xin hết. Thông thường chúng ta biết những nguồn kết hợp mà đề toán hỏi vị trí mà tại đó phân cực đại, cực tiểu là độ lệch pha của hai nguồn này thông thường là cùng pha hoặc là ngược pha. Ở đây là vuông pha. Thì buộc mấy em phải nhớ lại thế này. Đầu tiên mấy em phải viết cho được cái biểu thức sóng từ nguồn 1 đến điểm M. Ta nhớ là công thức thế này. Thì giả sử như S1 có biểu thức sóng là và nguồn S2 độ lệch pha phi 1 trừ phi 2 là pi trên 2 để xét tổng quát trừ tuyệt đối. Thì khi đó sóng từ nguồn 1 đến M thì gọi là U1M. Mà em nhớ lại công thức được sẽ tính bởi là U0 cos omega t trừ cho 2 pi d. Và tương tự như vậy, sóng từ nguồn 2 truyền đến M trong đó D1, D2 là gì? D1 chính là khoảng cách từ M tới nguồn S1. D2 là khoảng cách từ M tới nguồn S2. Thì sóng tại M, tức là tổng hợp của hai sóng tại nguồn 1 và nguồn 2. Thì khi đó cái UM của mình sẽ bằng là cái U1M cộng U2M. Đây là cái kiến thức ở phần giao thoa sóng, là sóng truyền trên mặt nước. Thì bằng công thức lượng giác mà em cộng hai công thức này là chúng ta sẽ có 2 U0. Bởi vì ở đây cos cộng cos là 2 cos cos đó. A cộng B trên 2 và A trừ B trên 2. Thì chúng ta sẽ có được cái công thức thế này. Đây. Thì rõ ràng nhìn vào cái biểu thức tổng quát của sóng tại M thì mấy em thấy cái biên của M là cái này, không phụ thuộc thời gian. Như vậy nếu tại M mà cực đại thì cái cos phi 1 trừ phi 2 là delta phi, pi trên 2 chia 2 này là pi trên 4. Phải bằng 1.
Mà cos bằng 1 thì ta biết rằng cái góc này k lần 2b. Đấy, từ đây mấy em sẽ rút ra được cái công thức hiệu đường đi D1 trừ D2. Thì gọi là D đi, thì ký thì cái này là D. Thì cái D đó của mình sẽ bằng cái gì? Đến đây là mấy em dùng công thức toán học. Đấy. K là thuộc Z. Đó là công thức xác định vị trí M mà tại đó sẽ có vân giao thoa cực đại. Còn trường hợp nó cũng cái đề này mà họ hỏi là xác định vị trí M mà tại đó cực tiểu, thì khi đó mấy em lại cho cái này bằng 0. Cái này bằng 0 mà cos bằng 0 thì cái này sẽ là 2K cộng 1 pi trên 2. Cos bằng 0 thì khi đó là chúng ta cũng giải cái phương trình hữu giác, ta sẽ tìm được cái mối quan hệ của hiệu đường đi từ M đến hai nguồn S1, S2. Đó là trong trường hợp mà hai nguồn S1, S2 kết hợp nhưng chúng lệch nhau pha một góc nào đấy. Trong chương trình chúng ta đã học là pi hoặc là không. Còn đây bài toán là pi trên 2, tổng quát ra pi trên 4, pi trên 6, vân vân. Thì mấy em nhớ là sử dụng công thức này. Ta viết biểu thức sóng tại M do nguồn 1 truyền đến, biểu thức sóng tại M do nguồn 2 truyền đến, và biểu thức sóng tổng hợp tại M bằng công thức lượng giác. Thì từ công thức lượng giác này mình sẽ tìm ra được vị trí cực đại hoặc cực tiểu, điều kiện đó tại M cực đại hoặc cực tiểu. Đó, mong mấy em nhớ lại cái công thức này. Xin nhờ được, xin nhờ thầy giải đáp. Là ta có mặt RLC nối tiếp và biểu thức U bằng 200 cos 100 pi t. Và đề cho là R bằng 120 ohm, ZC bằng 90 ohm. Khi L thay đổi thì UL bằng 175 căn 2 V. Và đề kêu tìm L1 và L2. Em xin cảm ơn thầy ạ. Bài này như thế này. UL là bằng Y nhân cho ZL ha. U là 1 thì Y nhân ZL 1, Y 1 nhân ZL 1. Mà Y cường độ hiệu dụng thì bằng U cả mặt chia cho tổng trở. Và tương tự vậy thì có UL2 thì cuộn dây cái độ tiểu cản là L2 sẽ có là Y2 và cũng được tính bởi công thức. Nhưng do UL1 bằng UL2, khi L đạt giá trị L1, L2 nên thì cho hai cái này bằng nhau. Em chú ý thì đơn giản cái U đi và thì bình phương cho nó móc đi cái căn. Khi đó ta làm gọn là như thế này. Và mấy em phân phối vào, ta rút gọn lại. Thì có cái này.
ta phân phối vào, ta nhóm các số hạng làm nhân tử chung, em chuyển qua một vế. Ta tìm mối quan hệ giữa ZL1 và ZL2. Cho cái bảng nó hơi nhỏ nên thầy tắt lại cho em thế này. Thì bỏ đi những cái bước tính toán. Thì nhớ hai cái giá trị này nè. Thì nhóm hai giá trị này lại, chuyển vế qua ta nhóm lại. Cái thứ hai nữa là cái ZC bình. Thì đưa ra ngoài. Thầy chuyển luôn, rút gọn cho ZL1 trừ ZL2 thì thầy tròn sẽ có được cái này. Mà em chuyển vế và chia hai vế cho ZL1, ZL2 thì ta sẽ được cái biểu thức thế này. Đấy, mà em thấy một cái bài toán tự luận rất là dài. Hỏi L1, L2 là hai cái giá trị mà khi L thay đổi đạt hai giá trị này thì cùng một điện áp hiệu dụng. Thì từ cùng điện áp hiệu dụng, thầy trò mình bằng phương pháp tính toán, ta rút ra được cái mối quan hệ giữa cảm kháng cùng một cảm kháng. Khi cảm kháng thay đổi thì chúng ta có ZL1, 1 trên ZL1 cộng 1 trên ZL2 được tính theo dung kháng và điện trở. Ở đây dung kháng chúng ta biết rồi 90 ohm, R ta biết rồi 120. Như vậy ta được một cái phương trình, trong đó hai biến là ZL1 và ZL2. Từ đây, từ cái UL bằng 175 căn 2 và cái U hiệu dụng của mình, U đây là U0 mấy em, U0 là 200. Như vậy mấy em sẽ tìm được cái U hiệu dụng bởi công thức là U0 trên căn 2 là sẽ bằng 100 căn 2. Mấy em thay cái U vào đây, ZC ta biết rồi 90 ohm, R ta biết rồi 120 ohm. Ta thay vào đây thì em sẽ được một phương trình thứ hai. Hoặc thay vào đây. Thay vào UL1 hoặc UL2 175 căn 2, em sẽ được một phương trình thứ hai cùng với phương trình này nữa. Từ đó hai phương trình, hai biến số, em sẽ dễ dàng tìm ra được ZL1, ZL2. Và từ đó ta sẽ suy ra được L1, L2 bởi công thức. Cảm kháng chia cho omega ha, thầy hướng dẫn đến đây. Mà em đến đây là coi như các thông số đều đã có. Ở cái bài này quan trọng nhất là mà em nhớ cho cái mối quan hệ này. Khi L thay đổi bằng L1 bằng L2 mà UL không đổi thì lúc đó mối quan hệ giữa hai cảm kháng được tính bởi công thức này. Cái quá trình này thầy dẫn dắt để mà em hiểu được vì sao có mối quan hệ này. Đến đây các em nên thuộc công thức này. Để làm gì vậy? Nếu như cái nội dung này mà nằm trong một cái bài trắc nghiệm thì khi mấy em nhớ cái công thức sau cùng này nó sẽ rút ngắn thời gian rất là nhiều. Mấy em chỉ cần có biết là giải hệ phương trình thôi. Ta sẽ tìm ra được dễ dàng ZL1, ZL2. Từ đó ta sẽ tìm được L1, L2 bởi mối quan hệ này. Mấy em chú ý ở cái dạng bài tập. Những cái bài tập điện này đa số nằm trong trắc nghiệm là những bài tập tự luận mà người ta rút ngắn lại thành một bài trắc nghiệm. Buộc mấy em phải thuộc và nhớ công thức thì khi đó ta mới đủ thời gian giải được cái bài toán này. Câu hỏi kế tiếp được gửi qua trang web HTV4 như sau.
vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm, quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong một giây là 18 cm. Hỏi ở thời điểm kết thúc quãng đường đó thì tốc độ của vật là bao nhiêu? Thầy xin tóm tắt lại cái ý câu hỏi mà các em vừa gửi qua web. Một chất điểm dao động điều hòa cho biết trong thời gian một giây quãng đường nhỏ nhất mà chất điểm đi được là 18 cm. Bài toán này là hỏi tới chu kỳ, là hỏi tới chu kỳ nè, em chú ý cho đấy, ý đây. Bài toán này hỏi chu kỳ của chất điểm, cho biết thời gian quãng đường ngắn nhất mà chất điểm đi trong quãng thời gian một giây. Đấy, trở lại cái vấn đề S min, S max mà thầy phải trao đổi trong phần lý thuyết và một số ví dụ ứng dụng mà ở phần bài học thầy đã truyền mấy em. Thì em chú ý thế này, để giải như sau. Biên độ A là 6 cm, và quãng đường ở đây đi là 18 cm. Thì mấy em thấy là chính là cái quãng đường của mình bấy giờ là 3A. Thì tách 2A còn A. Tại vì ta biết rằng trong nửa chu kỳ chất điểm luôn đi 2A. Trong nửa chu kỳ chất điểm luôn đi là 2A. Như vậy, quãng đường ngắn nhất 18 cm thì tách ra 2A. Như vậy thời gian của nó là ở đây là nửa chu kỳ. Vì vậy, cái T một giây này nè thì tách ra là bằng một nửa chu kỳ cộng cho T phép. Lắm em chú ý chỗ này, thầy nói lại, đây là bài toán khó. Quãng đường ngắn nhất bằng 18, ta so sánh với biên A bằng 6. 3A thì tách ra 2A và 1A. Tại sao tách ra 2A? Bởi vì 2A là quãng đường mà bất kỳ chất điểm dao động điều hòa nào cũng là, đó chính là quãng đường đi được trong nửa chu kỳ. Trong nửa chu kỳ luôn luôn đi 2A, ở phần lưu ý thì nó. Như vậy, cái quãng thời gian 1 giây này ta tách ra 1/2 chu kỳ cộng cho T phép là quãng đường đi trong quãng đường, thời gian đi quãng đường A. Mà ở đây chúng ta có S min bằng A. S min bằng 3A. Mà ta biết là 2A là luôn luôn đi trong nửa chu kỳ rồi. Ha? Như vậy S min bằng A. Cái S min đi trong quãng thời gian T phép là bằng A. Và chúng ta có công thức S min. Công thức gì? 2A 1 trừ cos delta phi trên 2. Trong đó cái delta phi này là omega t phép, là cái góc quét trong quãng thời gian t phép. Cái admin này khác cái admin này em. Admin này là tính luôn cả quãng 2A. Còn cái admin này là thầy nói là cái quãng đường ngắn nhất đi trong quãng thời gian t phép là đề cho là 1A đó. Từ đó thì cho mình sẽ suy ra được cái giá trị của cos. Ta sẽ suy ra được giá trị của cos delta phi trên 2 ha. Ở đây A thì rút gọn đi thì chuyển xuống là 1/2, và chúng ta có cos bằng 1/2. Từ đó ta có được cái delta phi 2π/3. Mà cái delta phi thì nói rồi, bằng omega t phép. Cho nên chúng ta có 2π/T vậy cái t phép của mình chính là 1/3 chu kỳ. T phép mình chính là 1/3 chu kỳ. Từ đó ta rất dễ dàng sẽ có được là bằng 1 giây. Từ đây mới dễ dàng suy ra được chu kỳ của mình chính là 6/5 giây. Đấy, đây là cái bài toán. Mà nếu như ta không nhớ được cái công thức S min này
Và cũng như mấy em không biết cách tách cái quãng thời gian này, cái quãng đường này theo nhịp. Và chú ý rằng trong nửa chu kỳ vật luôn luôn đi là 2A thì mấy em sẽ không thể giải quyết được câu này. Đây là câu hỏi hay qua trang web. Mấy em lưu ý cái điều này. Thứ nhất là công thức tính quãng đường ngắn nhất. Thứ hai là cái cách tách ra theo biên A của đề toán. Chúng ta dễ dàng có được chu kỳ của dao động trên 6/5 giây hay 1,2 giây. Đấy. Hôm nay thầy trò mình đã đi qua một loạt những vấn đề dao động điều hòa, cũng như thầy có trả lời một hai câu hỏi về phần điện, những bài tập khó ở phần tự luận mà đưa về vấn đề trắc nghiệm. Thì mấy em chú ý, sau khi ta hiểu được vấn đề, mấy em nhớ được cái công thức sâu cùng, và mấy em hãy nên nhớ cái công thức sâu cùng của bài tập để ta vận dụng công thức đó ta giải bài tập trắc nghiệm. Thì lúc đó mấy em mới đủ thời gian để giải được một câu trắc nghiệm. Hy vọng rằng hôm nay mấy em sẽ thu lượm được những kết quả tốt, và cũng mong các em cố gắng hỏi qua quét, qua thư cho đài, để các thầy có thể chuẩn bị tốt hơn, trả lời được các cái câu hỏi của các em. Mong gặp các em buổi sau. Thân ái chào các em.